Ở trong bài hôm nay mình sẽ tiếp tục qua đến phần của chuyên đề những từ cùng trường nghĩa ở bài số 2. Ở bài số 2 này thì chúng ta sẽ có những nhóm từ cùng nghĩa, cùng trường nghĩa của nhóm thuộc về ý nghĩa phân từ ẩm ướt. Như vậy từ này khá là khó luôn á. Để chúng ta sẽ xem nha. Đầu tiên là chúng ta có từ là humid. Đầu tiên chúng ta lưu ý là cách đọc của nó là humid. 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 Thì cái này là không khí hoặc là khí hậu, nói về không khí hoặc khí hậu. Khi nó mang hơi ấm và hơi ướt thì ta gọi là ẩm ướt. Từ này nghĩa chung của nó sẽ là ẩm ướt. Ví dụ nha, they were not prepared for it. Họ không có chuẩn bị cho cái việc mà những cái khu rừng nhiệt đới ở đây với cái sức nóng ẩm ướt như này, nóng mà cảm thấy ẩm ẩm ở trong không khí là humid. Rồi cái từ wet thì thông thường mình hay đi ăn uống ở trong cái nhà hàng, người ta hay để một cái biển là wet floor, tức là cái sàn nhà nó ướt á. Thì trong trường hợp này nó có nghĩa là ướt mà ướt nhẹp luôn á, ướt mà có nước ở trong đó, nó là nguy hiểm trong cái việc trơn té. Thì thông thường wet có nghĩa là bao phủ và chứa chất lỏng, đặc biệt là nước, nó dùng từ wet. Còn humid là ẩm, ướt thì nó không phải là nước không mà nó là hơi ẩm trong không khí. Như vậy chúng ta sẽ có một cái câu này là her hair was still dripping wet. Tức là tóc cô ấy là ướt nhẹp luôn á. À. Rồi. Next one chúng ta có từ damp. Damp, em bướm nha, damp. Từ này mình đọc là mình dịch là ướt mà ẩm thấp nha. Ẩm thấp kiểu như là nó ẩm 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 và nó không phải là cái ẩm của không khí. Cái ẩm trong không khí. Rồi, từ này người ta giải thích như là hơi ướt nè. Rồi thường với cái cách mà gọi là nó khó chịu á, kiểu như mình đi mưa về xong rồi cái đồ của mình nó bị damp clothes, nó cứ ẩm 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 ẩm. Nó không phải ẩm của không khí, nó không phải ướt nhẹp như là wet, mà nó là ẩm 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 ẩm, ẩm thấp ra gây khó chịu. Ở đây có nghĩa là gây khó chịu nữa. Rồi bây giờ cái từ soaked. Cái từ soaked thì cái từ này dịch gặp rất là nhiều với cái ngữ cảnh là chúng ta sẽ có là rain show clothing, là kiểu như là bây giờ rain show là cái gì nè, ướt mưa, chỗ này có nghĩa là ướt mưa nè. Rồi he walked up short with wet, anh ta thức dậy gọi là ướt đẫm mồ hôi, ướt đẫm luôn. Cái từ này nó sẽ khác ở chỗ là nó là ướt đẫm luôn ha. Rồi bây giờ xem cái cách dùng nha. Soaked là một cái cụm chúng ta cần ghi, có nghĩa là soaked có nghĩa là rất là ướt, ướt đẫm luôn, ướt nhẹt luôn, ướt từ trên xuống dưới luôn. Còn ví dụ ướt nói chung chung thôi thì nhìn màu wet ha. Rồi chỗ này chúng ta là drench, một cái từ đồng nghĩa là drench. Từ này đồng nghĩa với lại là ướt, là soaked. Và từ này nó thường hay đi với danh từ để miêu tả cái điều mà bị làm ướt hoàn toàn luôn bởi cái điều mà được đề cập đến. Vậy ở đây với cái ngữ cảnh soaked thì rất hay đi với từ rain, mưa hoặc là soaked. Nhớ cách xài của nó nha. Rồi một cái từ nó cũng nằm trong cái nhóm ẩm ướt, đó chính là từ moist. Mình không đọc là moist, mình đọc là moist. Moist. Thì cái này là ẩm ướt, và ẩm này là ẩm của gì ta? Cái này là ấm nha, ấm mà ẩm ẩm á, của thông thường ở trong cái ví dụ của cái gì ta? Cái bánh nè, cái bánh nó còn ấm ấm mà, ẩm ấm. Thông thường á. Cái từ moist này là ẩm ấm, hơi ướt mà này ý nghĩa là dễ chịu. Và còn nhớ, chúng ta còn nhớ cái từ mà ẩm ấm mà cái nghĩa là khó chịu không? Đó là cái từ damp của quần áo ha, còn dễ chịu và cái hơi ẩm có nghĩa là moist. Đấy. Rồi từ tiếp theo là từ watery, cái gì từ cái từ nước ha, watery, tức là nó có nghĩa là chứa đầy nước, thông thường nó là đồ ăn thức uống có chứa nhiều nước, vì vậy chúng ta nói là đôi mắt đầy mọng nước luôn ấy, thì chúng ta sẽ có là watery eyes full of tears, watery soup, súp này nhiều nước ghê luôn đấy. Như vậy chúng ta phân biệt được những cách xài cái này. Rồi các bạn có thể nâu lại, ghi chú lại, chụp lại nha. Ba từ đầu tiên là humid, ẩm của không khí, khí hậu, wet là ướt, mà thông thường là nó hay phải đi với từ dripping wet thì nó mới là ướt đẫm. Có một cái từ mà nhìn vô là ướt như chuột lột luôn, đó là từ soaked. Đó, và soaked thì đi với wet nè, đồng nghĩa với từ drench. Và những từ này hay đi trước danh từ nha. Rồi, ẩm mà mang tính dễ chịu sẽ là moist, khó chịu là damp và đầy nước ha. Đấy, watery, đầy nước là watery. Rồi bây giờ ta xem ví dụ nha.
Rồi bây giờ ta xem những cái cách làm bài của những cái từ này sẽ giải quyết như thế nào. Ở đây câu số 1 nè. Câu số 1 của mình, they were, ở đây mình sẽ có từ soaked. Tại sao không dùng từ wet? Tại vì từ soaked đã mang ý nghĩa là rất là nhiều nước, ướt ướt nhẹp luôn á. Vậy nên một là mình xài là soaked, hai là mình xài là completely wet. Họ bị ướt ướt nhẹp luôn, từ đầu cho đến chân luôn, ướt hết toàn thân luôn, người ta gọi là soaked to the skin. Rồi number 2, ở đây mình có the warm, đây đang nói về không khí rồi. Mà không khí thì thông thường khi mình dùng từ humid nè, hay là từ moist. Moist là cái độ ẩm á, nó đang thể hiện cái từ ẩm ẩm ấm ẩm thấp trong không khí là moist. Lưu ý luôn là từ này hay xài cho không khí khí hậu nhầm, moist và humid. Rồi và nó không cho hai từ mà gần có thể đúng với nhau, cho nên mình chỉ chọn chữ moist thôi. Sang câu 3 nè, the pollen caused her eyes to, đó là cái phấn hoa đó làm cho cô ta là nước mắt cô ta chảy nước, đầy nước. Thì chữ humid này là dùng cho khí hậu và không khí nè, cho nên cái vấn đề ở đây chúng ta sẽ dùng là eyes, dùng cho mắt chảy nước luôn là watery. Rồi number 4 mình có là I wash your shirt, đó là tôi giặt cái áo của bạn nhưng mà nó vẫn còn ướt nè, nhưng mà nó vẫn còn ẩm ướt. Như vậy chúng ta xài với chữ wet, còn có từ humid của humid đó thì mình xài cho không khí khí hậu, nhớ nha, wet là ướt. Nói chung rồi number 5, New York thì rất là hot, thì đang nói về cái khí hậu rồi và mùa, cho nên mình không nói New York ướt nhẹp được mà phải là New York ẩm ướt humid, nói về khí hậu không khí nha. Sang câu số 6, the room thì nó làm sao ta, chúng ta có từ ở đây là từ jam. Jam có nghĩa là cái sự ẩm ướt mà mang cái nghĩa là khó chịu. Căn phòng rất là ẩm thấp và chỗ này chúng ta lưu ý là ẩm thấp. Còn nếu mình xài watery có nghĩa là ướt đầy nước luôn á. Trong trường hợp này mình nói là căn phòng rất là smelly, nó hôi thối nè, nó ẩm thấp nè. So chúng tôi đã open hết cái windows và chúng tôi để cho cái luồng không khí lưu thông tốt hơn. Give it a good airing. Số 7 nha. Cái soup này thì rất là không thể nào, súp này rất là jam, là ẩm thấp, mang tính khó chịu được. Súp này rất là nhiều nước, nước không à, tức là cái canh này nước không à, watery, và nó không có vị gì hết trơn. Rồi bây giờ chúng ta qua một số cái câu check từ lại nha. Number 8 nè, ở đây chúng ta có 4 từ. I am going to take these clothes off, trời, tôi phải cởi hết mấy cái bộ đồ này ra mới được, tại vì tôi sao phải, chúng ta lưu lại cái cách xài của từ soft to the skin, trời ơi, ướt toàn thân luôn. I'm soft to the skin là tôi ướt toàn thân luôn. Rồi number 8, soft to the skin. Alright, number 9, keep the soil in the pot. Tức là câu này đang nói về cái độ ẩm của đất, hãy giữ đất ở trong cái chậu. Mà giữ đất ở trong cái chậu, keep cộng tân ngữ, cộng tính từ cho nó ẩm. Mà ẩm này không phải là ướt nhẹp của cô B và cô D. Cô B và cô D là ướt nhẹp luôn, đầy nước. Còn humid là ẩm không khí và moist là độ ẩm. Vì vậy chúng ta sẽ dùng là độ ẩm, giữ cho nó ẩm thì cây nó mới nảy mầm được ha. Câu 9 là câu C. Rồi sang câu số 10. Ở câu số 10 này chúng ta có cái ngữ cảnh, thì những dạng này dựa vào ngữ cảnh cực kỳ mạnh luôn á. Mắt của cô ấy đỏ và đầy nước ha, chúng ta không nói ướt nhẹp như cô D là soft, còn cái này nước là có nhiều nước thôi. Mắt cô ta lấm đỏ và nước ha, có nghe nước mắt á. Rồi sang câu 11, từ khóa ở đây nó cho mình là trời mưa rất là to và chúng tôi ướt nhẹp luôn, soaking wet. Cái câu này nó kết hợp của từ soaking wet và lên một cái cụm luôn, ướt rồi ướt như chuột lột luôn là soaking wet. Hoặc là soak wet, hay là soaking wet. Được, nhớ luôn cái cụm này, khi nói về ướt như chuột lột, ướt nhẹp chúng ta dùng là soaking wet. Rồi câu 12, they were both, họ gì đó to the bone. Đấy, hồi nãy chúng ta học là soak to the skin, bây giờ soak to the bone. Đây, and shivering from cold. Cái từ này hay quá. Họ gọi là họ ướt tính tận xương luôn, có nghĩa là ướt nhẹp á, thay vì là soft to the skin hoặc là soft to the bone thì đúng hết nha. Và họ rung lên cầm cập vì cái lạnh, shivering là rung lên cầm cập, from cold, rung lên cầm cập vì lạnh. Giờ chúng ta nhớ nha, ướt mà ướt nhẹp luôn á là soft hoặc là soaking wet. Đấy,
Còn đầy nước mà cho mắt và cho canh là watery, là độ ẩm ẩm ẩm, cái là môi ẩm mà ẩm thân thiện á, còn ẩm khó chịu sẽ là chèm. À, chứa mệt là ẩm trong không khí. Rồi 12 là cụ D nha. Xem tiếp câu 13. The room kim phòng này smell rất là gì ta, rất là khó chịu, và khó chịu là có một cái từ là ẩm thấp, khó chịu là chèm. Cái câu rất là thơ đơn giản, gồm có bốn chữ thôi, the room smell, điền vô bốn từ thì đây là câu từ vựng sẽ gây rất là nhiều khó khăn cho học sinh trong bài thi ha. The room smell damp, the room smell damp, damp những chữ gì đó. 13A nha. Sang câu 14, lại review lại bốn từ này nữa. The vegetable tức là rau củ thì rất là gì và không có vị gì hết, tasteless, vô vị. Thế là rau củ nó cứ đầy nước, lỏng bỏng nước, tiếng Việt hay người dịch là lỏng bỏng nước ha, không dùng bút nhẹp của sộp, rau củ giữ nhẹp được. Jam là khó chịu, dùng cho quần áo rồi. Rồi hiếm bệnh dùng cho khí hậu, và chỉ có chữ watery thì dùng đúng nhất trong ngữ cảnh là trời rau củ gì nước không mà lỏng bỏng nước và vô vị, canh gì ghê. Như vậy là câu 14 là câu C. Rồi chúng ta sang câu số 15, đang nói đề cập đến không khí không? Không khí thì chúng ta nghĩ ngay đến cái từ là đúng như là chúng ta dự đoán, không khí là humid. Không khí rất là ẩm ha, ẩm ẩm ướt à, đến mức mà cái khăn đi tắm biển của chúng tôi treo ở trên cái phơi, trên cái dây phơi đồ á, lai là cái dây phơi đồ á, thì nó còn không khô, nó cứ ẩm ẩm trong không khí. Và nói về không khí thì chúng ta nhớ nghe đến từ humid. Rồi sang câu 16. Cô ta walked another 20 blocks. Cô ta đi bộ đến đi thêm 20 block nữa. Đi xuống down the hill tức là đi xuống đi dọc xuống cái đồi, và across băng qua những cái khu phố. Sau đó, khu phố trong cơn mưa tức là mưa rồi cô ta đi xuống dốc, xong rồi cô ta băng qua các dãy phố. Rồi và mưa thì nhớ ngay đến cái ngữ cảnh ướt nhẹp của mưa sẽ là soak, và nó không có chữ wet. Wet thường nó cho wet và soak thì mới dễ nhầm thôi, ở đây chúng ta có ướt nhẹp là thường đi với mưa sẽ là soak, soak to the bone, soak to the bone, soak to the skin, nhớ ha. Watery là ướt, ướt đầy của nước mắt, và jam là ướt khó chịu, và môi là ướt của ẩm, ẩm ướt ẩm ấm. Rồi câu 17 nha, cẩn thận đừng có slip on the west wall, con này dễ ồn luôn, sàn ướt. Rồi nhớ nha, cái loại này thì nhớ là ngữ cảnh gì đi với cái từ đó rất là hay. Câu 17 là west wall là sàn ướt. Rồi câu 18, the frog will fight a bit. Trong trường hợp này cái frog là cái gì chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta biết được là nó nói là cái frog của mình nó khá là ổn á, phải khá là ổn á, nhưng mà nó có một chút watery thì đang đề cập đến cái đồ ăn chắc luôn. Và nhưng mà nó cũng flavorful tức là nó ngon, nó khá ngon, tạm chấp được nhận được. Thì chúng ta giải quyết cái frog là cái gì ta? Đó là cái nước thịt ha, nước canh, nước dùng á. Nước dùng thì cũng ổn nhưng mà có một chút nhiều nước, watery. Và 18. À câu 19 ở đây nha. She soaked cô ta ướt, cô ta làm ướt, soak là làm ướt một cái khăn, khăn lau á với nước lạnh và để lên cái trán của anh ấy. Tức là cô ta nhúng nước lạnh vô cái khăn. Cái câu này khi mà nói nhúng nước lạnh tức là tôi làm ướt á, soaked a wash pot with cold water cho cái trán người ta. Và chấm phẩy, hai câu nói với nhau bằng chấm phẩy nè, không nói với nhau bằng dấu phẩy nha. Cô ta hầu như có thể cảm thấy cái chiếc là cái má ha, cái má của anh ta ở dưới ngón, ở dưới bàn tay của cô ấy rất là ẩm và nóng. Vì ẩm này không phải là ẩm thuộc khí hậu cho nên chúng ta bỏ cái hiếu mệt, chúng ta không có nói cái má của anh ta mà nước đầy như ướt nhẹp luôn, và chúng ta không dùng liền câu B, mình không dùng câu B. Và nãy giờ chúng ta chưa có gặp cái từ brand sharp, mặc dù ở lý thuyết ở phía trên chúng ta có cái từ này. Brand này có nghĩa là gọi là ướt nhẹp, ướt sũng luôn, nó đồng nghĩa với từ soaked. Vì vậy cho nên từ moist này là ẩm 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 ẩm, nó giống như cái bánh là mà mắm mắm mắm. Tức là cô ta để một cái khăn ướt bên trán của anh ấy, rồi sau đó mình thấy nó ẩm mắm 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 mắm, tức là người nhiệt độ anh ta còn ấm á, tức là bị sốt á. Rồi câu 29 là câu C nha. Sang câu 20. Câu 20. Ở đây mình sẽ có ngữ cảnh là căn phòng. Mà nhắc đến căn phòng thì nhớ ngay đến những cái điều như là cái căn phòng mà nó ướt ẩm mà khó chịu là chữ jam. Ở đây nó không chịu chữ jam, còn soak và wet là ướt nhẹp.
watery, nước của đầy nước của mắt nè, đầy nước của rau củ của canh nè. Nhưng mà trong trường hợp này, căn phòng vừa nóng vừa ẩm thấp của không khí là humid. Và in no time we were friends in sweat. Và chẳng mấy chốc, in no time là chẳng mấy chốc thì chúng tôi ướt đẫm hơn mồ hôi. Như vậy là câu 20 là câu D. Ok, 20 là câu D. Rồi trước khi chúng ta qua cái bài số 3 là tác động ảnh hưởng thì chúng ta sẽ review lại cái lý thuyết của bài này cái đã. Cái lý thuyết của bài này thì chúng ta có là đây nha. Rồi chúng ta check lại một lần nữa để chúng ta nhớ luôn cái trường nghĩa của từ này. Humid là ẩm ướt của không khí khí hậu. Wet là ẩm ướt, là ướt đẫm mà thông thường là có chứa đầy nước. Rồi jam là ẩm ướt gây khó chịu, thường là mình nhớ luôn cái ngữ cảnh là quần áo ướt đi mưa về. Soaked là soaked with nè, đồng nghĩa với drenched. Thường hay nói về soaked with cái gì đó, soaked with sweat. Anh ta thức dậy mà đầy mồ hôi luôn, soaked with sweat. Rồi chúng ta nhớ hai cái cụm là soaked to the skin, soaked to the bone. Nghĩa là ướt từ đầu đến đuôi, ướt như đùi gà luôn. Và chúng ta có một cái từ nữa là moist, là ẩm 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 là dễ chịu á, ẩm ẩm của cái bánh, ẩm ẩm của cái cơ thể người, cái nhiệt độ ha. Và watery là đầy nước. Thường nói về đồ ăn, thức uống có nhiều nước cho nên nó làm cho nhạt vị. Đấy là watery eyes, đôi mắt đầy nước mắt. Và watery soup, đấy là những cái món canh mà nước không à, không có cái gì ngon hết trơn đó. Thường nói về sự nhạt vị, đặc vị. Rồi chúng ta lưu ý cái bảng của cái loại số 2 này vào nha. Rồi bài số 2 của chúng ta kết thúc ở đây nha. Ok, chúng ta tiếp tục đến lesson number 3, đó là nhóm từ cùng trường nghĩa của những từ liên quan đến ý là ảnh hưởng, tác động. Nếu như mình học ngữ từ vựng á thì mình sẽ có cái nhóm từ này mà thường được dịch là sự ảnh hưởng ha. Và thông thường chúng ta không phải câu là have effect hay influence, have impact on, nó đi với on thì phải have. Nhưng mà thực ra ba cái từ này nó khác nhau hoàn toàn luôn á, nó không có giống nhau đâu. Nếu mà nói về đi với on thì chúng ta có thể học được cái điểm ngữ pháp là on. Rồi cho xem nha, khi mình dùng từ effect, từ này còn có nghĩa là động từ nữa nha, nó còn động từ nữa nha, nó có nghĩa là gây ra nữa nha. Ngoài cái nghĩa là danh từ là sự ảnh hưởng dẫn đến kết quả cụ thể, thì thông thường ở đây chúng ta sẽ nói là, nhớ đến là nó điều dịch chung là sự ảnh hưởng thôi, nhưng mà cái này nó có là dẫn đến cái kết quả cụ thể. Rồi chỗ này nó nhấn mạnh vào kết quả của sự ảnh hưởng, như vậy ở đây nó đề cập đến kết quả nhiều hơn. À, nó là dẫn, khi mình dùng chữ effect mình sẽ tập trung vào kết quả. Vậy thì mình sẽ xem có ví dụ nha. The radiation leak, tức là cái rò rỉ phóng xạ này thì nó gây ra một cái hậu quả. Mà nếu mà dẫn tập trung vào kết quả thì thông thường mình dịch là hậu quả nó hay hơn. À, thì nó sẽ has had a disastrous effect, đi với on nha, một cái hậu quả nghiêm trọng mang tính hủy diệt lên môi trường. Đây, the next one, the medicine started to take. Đây, chỗ này nó không đi với have nữa mà nó đi với chữ take nè, hay chưa? Cái thuốc này bắt đầu sẽ take effects after the few, có hiệu quả. Và chỗ này không phải là gây ảnh hưởng nữa mà là có hiệu quả. À, có tác dụng. Cái thuốc này nó bắt đầu nó có tác dụng, có hiệu quả sau vài phút. Rồi, câu tiếp theo. Her tears has no little effects on him. Câu này thì mình hay dùng nước mắt, bây giờ nó không có ảnh hưởng, không có hề hứng gì lên nấy nữa, nấy không có sợ nước mắt của cô ấy nữa. Has no little effect on him. Nói đến cái ảnh hưởng kết quả, gây ảnh hưởng kết quả, thường là hậu quả. Rồi bây giờ từ influence là như thế nào nha. Thường từ influence nghĩa là một nha, từ ảnh hưởng mà thông thường là một người nào đó hay một việc gì đó, thì chỗ này nó đang đề cập đến cái tác nhân còn hay hơn là cái hậu quả. Tác nhân của một người hoặc là một việc mà nó gây tác động đến, mà thông thường ở đây là suy nghĩ, hành động, cư xử. Và ngữ cảnh ở đây phải là suy nghĩ, hành động và cư xử. À, hoặc là một cái sự vận hành, phát triển của một cái tổ chức, một cái nhóm đối tượng nào đó. Và chúng ta thấy sự khác nhau của effect chưa? Effect là cái hậu quả, nhấn mạnh vào cái tính kết quả và hậu quả. Còn influence là nhấn mạnh vào cái tác nhân gây ra, và nó gây ảnh hưởng lên suy nghĩ, hành động và cư xử. Nó gây cái sự thay đổi trong suy nghĩ, hành động và cư xử. Thì thông thường mình nhìn thử nha. Helen is a good, a bad influence in him. Helen là một cái sự tác động, ảnh hưởng, thì cần đề cập đến đối tượng là Helen, không phải nói đến cái vấn đề liên quan đến cái hậu quả gì.
hoa linh là gây một cái ảnh hưởng tác động xấu hoặc là tốt lên này này, đi với on nha. Rồi Christopher đã hy vọng sẽ insert. Insert ở đây chúng ta học cái từ insert nha, thay vì mình dùng have thì mình dùng từ insert. Nó hoàn toàn có thể hỏi chữ này là không đi với have thì học sinh có biết là đi với chữ insert hay không, gây tác động ảnh hưởng cùng nghĩa. Christopher hy vọng là sẽ gây tác động ảnh hưởng, ảnh hưởng của anh ấy, gây tác động tức là tác nhân gây sẽ là gây thay đổi cái hành vi của người ta, làm cho người ta thay đổi suy nghĩ. Đây hành vi được thay đổi là madam change their minds. Rồi cái trường hợp tiếp theo của từ impact, đọc là impact nha, một này nha, impact không có là impact nha, impact nó là động từ. Impact đó, xem ví dụ nha, đây là ảnh hưởng tác động của ai một vật nào đó lên vật khác, thì cái này là cái này lên vật kia, một cái điều tức là cái này tác động đến cái kia hết rồi, một cái sự tác động rất là bình thường cơ bản thôi. Đấy, giờ chúng ta xem nha, the anti-smoke campaign đó là cái chiến dịch chống hút thuốc, nó gây một cái tác động ảnh hưởng lên A, tác động lên B rồi hết rồi. Chúng ta không đề cập đến cái sự thay đổi hành vi như là influence, chúng ta không đề cập đến cái hậu quả nhiều quá, mà thể hiện một cái tính ảnh hưởng tác động lên A lên B rồi hết rồi. Đấy, nó rất là dễ nhầm đúng chưa? Và chúng ta sửa bài thử nha. À, mình có thể ghi chú lại cái bản này, mình có thể chụp và chúng ta ghi chú lại chẳng hạn. Chỗ này chúng ta chưa xong nha, mình còn hai cái ví dụ nữa để mình hiểu rõ hơn là cái này thực chất là xài như thế nào. Ta xem thêm hai cái ví dụ nữa nha. Rồi thêm hai cái ví dụ của từ impact nữa nào. Rồi the anti-smoke campaign là hồi nãy như phân tích rồi, là cái chiến dịch là chấm hút thuốc, thì nó gây ảnh hưởng tác động lên giới trẻ, lên đối tượng nha. Còn cái influence là lên hành vi, sự thay đổi vận hành. Rồi giờ xem ví dụ thứ hai, the environment impact of tourism, tức là cái sự ảnh hưởng tác động của môi trường. Và thường người ta sẽ không xài environmental influence đâu, người ta sẽ xài chữ này đi với từ impact. Rồi những cái từ đi chung với từ impact nữa mà cũng nên nhớ đó là từ positive, những cái tác động thường thường nó chỉ cái tính chất ha, cái tác động tích cực positive, tác động tiêu cực negative impact. Rồi những cái tác động có cái hướng tiêu cực không tốt đó là adverse, an adverse impact, và nó đồng nghĩa với lại là negative. Rồi bây giờ nếu mà muốn phân biệt nữa thì xài cụ thể luôn những từ này đi với cái gì nữa là xong. Rồi bây giờ xem ví dụ đầu tiên của từ này nha. Ta xem tập ví dụ, tập từng ví dụ luôn. Và cái loại này nhớ nhiều nhất là ví dụ, cái phần từ vựng khó lắm nên mình phải đọc ví dụ nhiều vô. Peer group members, tức là những nhóm bạn á, thì có thể exert một lần nè, exert. Những nhóm bạn thì sẽ có một cái lên các hoạt động, và rõ ràng đây là hành vi nè, nó đang đề cập đến cái vấn đề về hoạt động, cách vận hành hành vi của cái đối tượng nào đó. Chúng ta nhớ nha. Đấy, thì chúng ta nên dùng từ influence thôi. Còn cái effect nó sẽ tập trung vào cái hậu quả. Còn trong trường hợp này nó gây đến thay đổi hành vi suy nghĩ của một cái nhóm đối tượng nào thì nó gọi là influence. Những cái nhóm thì nó có thể có những cái ảnh hưởng, nhóm bạn thì có những cái ảnh hưởng mạnh mẽ lên hoạt động của những cái của mỗi on each other, mỗi một cái hoạt động khác. Rồi xem ví dụ tiếp theo ở câu này, tại sao chúng ta lại dùng impact cho cái ngữ cảnh là industry. The result thì chỗ này chúng ta có từ the indicate là chỉ ra ha, đồng nghĩa với từ denote ở cái bài số 1 á. Cái hậu quả, cái kết quả nó chỉ ra rằng bất kỳ cái sự gọi là disruption in supply, cái sự cắt ngang, cái sự tạm hoãn, tạm dừng trong cái nguồn cung cấp IEM thì sẽ có một cái tác động tiêu cực. Chỗ này chúng ta thường chúng ta xài ít khi nào mình xài negative thì khác lắm. Người ta xài negative tức là những cái tính từ chỉ tính chất á, nó hay đi với từ impact. Từ impact còn cái gì, những cái sự A ảnh hưởng đến B nó có như thế nào, tốt xấu gì đó, nó dùng cái từ impact. Rồi mình nhớ lại một cái lần nữa là thay đổi hành vi là influence, còn nhấn mạnh vào hậu quả thì là effect. Dễ nhớ đúng không? Rồi number 3, lưu ý number 3 là có gì ta. Rồi effect nè, hậu quả nè. Tôi cố gắng take tablets for the headache, tức là tôi cố gắng uống thuốc nhưng mà chú không có cái tác dụng gì hết. Trong trường hợp này không thể dùng influence luôn, chữ effect sẽ dùng cho cái phản ứng, cái tác dụng của thuốc khác effect đó. Effect là tác dụng.
Rồi, trong trường hợp này câu số 4 sẽ đi với cái gì ta? She is an excellent athlete. Cô ta là một cái vận động viên xuất sắc luôn, người mà sẵn sàng make những cái ảnh hưởng, chỗ nào không có từ influence nên không có thay đổi hành vi mà là không có hậu quả nữa, mà có những cái ảnh hưởng mà thông thường để ý là những cái ảnh hưởng này thì thông thường nó sẽ là tích cực, tiêu cực gì đó. Rõ ràng cái chữ real này khiến cho chúng ta phải dùng từ impact thôi, và chữ này đi với từ make nha, make a real impact on, make a real impact in the world competition, sẽ tạo ra một cái sự tác động ảnh hưởng thực sự trong cái cuộc thi. Rồi sang câu số 5. He could hope to insurance any real. Vậy thì trong trường hợp này chữ effect là hậu quả, còn influence là sự thay đổi hành vi, tác động gây cho thay đổi hành vi suy nghĩ. Như vậy anh ta không thể hy vọng là sẽ có gây ra được những cái sự ảnh hưởng thành ở trong cái phòng mới này. Có nghĩa là trong trường hợp này chúng ta có ngữ cảnh là cái phòng, cái ban bể, cái tính vận hành của người ta. À, tức là anh ta vào làm mà ta muốn hy vọng thay đổi thế giới chẳng hạn, thế là anh ta làm vào gặp những con người cũ, suy nghĩ cũ, tư duy cũ, những hành vi cũ luôn, và dẫn tới là anh ta không có gây tác động, dẫn tới sự thay đổi của họ được. Và chỗ này chúng ta dùng từ influence là sự tác động mà muốn cho có sự thay đổi ha, trong cái suy nghĩ là thái độ nè, thói quen nè của những cái nhóm người hoặc là tổ chức, chúng ta dùng từ influence nhé. Và câu số 5, tiếp tục câu số 6, có để ý là nó đi với on không, và nó và mọi có để ý là nó sẽ đi với chữ on hoặc là upon đồng nghĩa. Thôi xem câu số 6 tại sao dùng effect. Thì effect nếu mà mình hiểu nôm na về lý thuyết, cái effect này ý nghĩa là hậu quả, nhấn mạnh vào hậu quả hơn. Các nhà khoa học thì đang nghiên cứu cái gì, cái hiệu quả, cái hậu quả, cái gì ta, chemical effect à, cái hậu quả của hóa chất lên môi trường, nó có thay đổi hành vi của ai đâu, và nó không có ảnh hưởng. Cái từ impact thì thông thường nó là environmental impact hoặc là cái ảnh hưởng tốt tiêu cực gì đó, nhưng trong trường hợp này là cái hậu quả phải là hậu quả của hóa chất lên môi trường. Rõ ràng trong ngữ cảnh này chỉ có thể là hậu quả mà thôi. Câu số 6 là effect. Rồi sang câu số 7, mình chúng ta kết thúc cái phần 3 ở đây. Câu số 7 chúng ta có hậu quả nữa nè, NAFTA. Cái hiệp định, cái hợp đồng của NAFTA thì đã có những cái gì đó, Lido effect hay là Lido influence ta. Đây, có những cái gì lên cái cuộc sống của hầu hết những người Mỹ. Vì cái hợp đồng này, cái hợp đồng ký kết này của NAFTA thì nó có gây cho một cái chút gì đó. Rồi mình đọc kỹ câu này coi. Đọc kỹ câu này nha. À, đọc kỹ chưa? Cái này là cái hiệp định thương mại. Cái này gọi là NAFTA thì được dịch là North American Free Trade Agreement, tức là cái hiệp định thương mại tự do ở Bắc Mỹ. Đó. Thì người ta đã chỉ ra là nếu mình học về sử á, thì mình cũng nghe nói sơ sơ về những cái TTP là những cái hiệp định thương mại tự do, thì nó sẽ có những cái thuận lợi, bất lợi và nó gây ra những cái hậu quả tiêu cực luôn đó. Ở trên báo thì nó chỉ ra 6 cái disadvantages, thì bao gồm là những cái sự mất mát công việc ở Mỹ và những cái sự khai thác của những cái công nhân mà người Mỹ, người Mexico á, thì người ta chỉ ra những cái vấn đề của cái hiệp định thương mại tự do này của NAFTA, và đây nó gây dẫn đến những cái hậu quả cho những cái mảnh đời của những cái người, những cuộc sống của những người sống ở Mỹ. Và đây là hậu quả, kết cục hậu quả, chứ không có nói là thay đổi cái gì của người ta hết, suy nghĩ nó quen gì chưa, và chỗ này phải là hậu quả nha. Không xài influence nhưng mà thoạt qua mình tưởng nó là influence, thay đổi cái suy nghĩ rồi thái độ đúng không. Trong trường hợp này nó đang là cái hiệp định này nó có một gây cho hết little effect, gần như là nó không để lại cái hậu quả gì hết cho những cái người mà sống ở người Mỹ ha. Rồi
Ok. Đây là phần số 3 của mình, của cái bài liên quan đến những cái từ cùng nhóm trường nghĩa của ảnh hưởng. Nhớ lại ha, chúng ta sẽ nôn lại cái bản lý thuyết cái đã trước khi chúng ta xong cái phần này hôm nay. Effect, influence và impact. Nhớ nha, effect thì tập trung đến kết quả, hậu quả, và nó có nghĩa là tác dụng, khi nói về thuốc là take effect. Và để ý là khi chúng ta dùng cái từ này trong cái câu cuối mình đang phân vân là had no little effect on somebody. Đây là cái từ này, không có tác dụng gì hết trơn. Trong trường hợp này dịch là không có tác dụng, tức là cái hiệp định NAFTA này nó không hề gây một cái ảnh hưởng tác dụng, tác động gì, hoặc là gây một cái kết quả gì đó, một cái hậu quả gì đó cho ai đó. Đây, has, chữ này đi như thế. Influence ha, và nhớ là cô là chữ exerts và have thì nó có thể thay đổi cho nhau. Khi mà chúng ta thay đổi về hành vi, cách cư xử, vận hành và impact và tác động, thì thông thường chữ impact, cái cách nhận diện của nó, thì đa số nó hay đi với những cái tính từ đằng trước như là tiêu cực, tích cực, hoặc là bi quan, rồi ảnh hưởng lên môi trường, tính chất của cái vấn đề nó đang đề cập đến thôi. Đấy, ok. Vậy là một số 3 của cái dạng cùng trường nghĩa này, ảnh hưởng tác động, ta sẽ xong ở đây nha.